em cái điện thoại đen ở trong đầu xe chỗ hốc hốc trước. Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Lại tiếp tục trở lại với livestream của cửa hàng Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì cửa hàng em tiếp tục về rất nhiều các mẫu xe mới. Các bác thích dòng xe nào hay là thích mẫu xe gì thì cứ bình luận lại cho em. Em sẽ quay chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác nhé. Xe thì đợt này em lại tiếp tục về chặt kín cửa hàng, còn mấy con là đang đi dọn chưa về cơ. Còn Vios 2015, 2016 đang đi dọn. Ngày hôm nay thì mới lấy được Kia Rio về thôi. Kia Rio thì hôm nay em vừa mới sơn xong, ngày mai bắt đầu mới cho đi dọn gầm máy và nội thất. Xin chào anh Hoàng Long nhá, xin chào bác Tài Triệu này, xin chào anh Bình Nguyên, xin chào bác Sang Nguyệt và bác Nguyễn Thị Hảo, xin chào anh Nguyễn Luân. Các bác thích mua xe nào thì cứ comment lại cho em, đặc biệt là theo dõi livestream thì để cho em một chấm bình luận lại nhá. Đấy, Kia Rio đây, hôm nay vừa mới dọn sơn xong. Rio này là số tự động này, con này thì chỉ có hơn 300 một chút xíu thôi, loanh quanh 320, 325 triệu là đã có Rio sản xuất năm 2015. Phiên bản tự động nhập khẩu, sedan hai đầu, phân khúc hạng B 1.4 rồi. Đấy, xe nhà em dọn sơn thì các bác, tổng thành xe đánh bóng cả xe, không có một vết xước nữa, lốp dép mới và khám dài. Khám đến tận tháng 6 năm 2025 này, vừa mới khám xong, biển Hà Nội. Xin chào anh Tống Thắng nhá, xin chào anh Nguyễn Văn Đào này. Đấy, xe thì quá nhiều sự lựa chọn luôn. Phía sau này là những mẫu xe mà em cũng vừa mới dọn xong, từ những con i10 sản xuất năm 2015 đây. Đấy, nếu mà lấy về là chặt kín cửa hàng, gần như là còn chẳng có chỗ để đấy. Bởi vì còn Vios 2014 và 2015 đang đi sơn nữa. Và phía ngoài còn một con i10 số tự động, Vios tự động, Morning tự động phía ngoài. Xin chào bác Triệu Trường nhá. Đấy, em thấy chấm bình luận của anh Tống Thắng này, thấy chấm bình luận của bác Hoàng Long rồi. Cảm ơn hai bác nhá. Đấy, theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ cho em và để lại cho em chấm bình luận. Đây, một xe rẻ nhất cửa hàng đây. Loanh quanh chỉ có hơn 100. Đấy, 120 mấy triệu đã có con xe này rồi. Để cho các bác vì Thái Nguyên luôn. Đấy, các bác mà không rút hồ sơ em bớt cho mấy triệu tiền hồ sơ nữa. Con xe này thì em chạy thử là thấy rất chất và cứng xe nên em để lại em bán lẻ cho các bác. Bác nào mà mua về mà chạy cho cứng tay lái hay là chạy gia đình nhỏ gọn, tầm tiền chỉ có hơn 100 thì lấy những con xe như này cho em này, chạy chất lắm. Bản Sport điều hòa tự động. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ luôn, thân vỏ thì dọn không còn một vết xước nữa rồi. Đây. Đấy, toàn bộ tổng thành này. Hơn 100 triệu thôi nhá, con xe này con xe rẻ nhất cửa hàng đấy.
Xin chào anh Thắng nhá. Xin chào bác Nguyên Việt này. Đấy các bác theo dõi livestream thì cứ để lại cho em một chấm bình luận. Xin chào anh Ma Toàn. Còn đây là con Forte. Con Forte này thì cũng tầm tiền chỉ có loanh quanh 201. Rồi những con i10 này. i10 này thì loanh quanh 200 lẻ. Để cho bác 205 triệu là hồ sơ cầm tay luôn. Đấy. Là rằng lốp dép xe không khoan đục taxi dịch vụ đâu nhá, gầm bệ máy số chuẩn zin đấy. Để kiếm được con i10 hatchback mà không taxi dịch vụ mà zin đét như này là không hề đơn giản đâu. Lốp Michelin cả dàn luôn. Ok, hôm nào anh cũng chia sẻ. Vâng anh, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Xin chào bác Ma Toàn, em thấy bình luận của bác rồi. Bác Nguyên Việt toàn xe đẹp thôi nhỉ. Vâng anh. Đấy các bác nhớ chia sẻ cho em, mỗi người một vài lượt chia sẻ. Thì thực tế ra thì các bác chỉ cần bấm 2 bấm là các bác chia sẻ được giúp em rồi. Đấy, các bác theo dõi cửa hàng rồi là khi mà các bác có bạn bè hay muốn có người nhà muốn mua xe thì giới thiệu cho em. Hoặc là các bác mà mua xe thì bao giờ cũng sẽ được ưu đãi, sẽ có một mức giá tốt nhất, chả cần phải mặc cả. Đấy, em sẽ để cho các bác mà bớt cho các bác luôn vài triệu. Là các bác những khách hàng mà theo dõi qua kênh. Xin chào bác Hải Vũ nhá. Các bác thích mẫu xe nào các bác cứ bình luận lại cho em. Hay là các bác muốn tư vấn bất cứ điều gì về xe cũ, về giá hay là về trong quá trình sử dụng thì em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, xe nhà em thì lúc nào cũng chặt kín như thế này. Đợt này thì có cả xe hơn 100 cho đến hơn 400 thì thoải mái sự lựa chọn. Đấy, từ những con i10, 215, 219 này. Rồi Vios số tự động nhiều nhá. Vios số tự động nhiều lắm. 15, 16 loanh quanh 375, 380 triệu là cả hồ sơ rồi. Đây để cho các bác con 16 máy trắng nội thất vàng này. Con này là form của 17, 18 rồi đấy. Và giá thành những chỉ có loanh quanh 383 hồ sơ có lọc. Xin chào anh Đoàn Văn Trung nhá. Đấy, các bác theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ giúp em. Thích mẫu xe nào thì cứ bình luận lại. Hoặc là muốn tư vấn bất cứ điều gì thì cứ bình luận lại cho em. Đấy, những con 16 máy trắng này, vàng can. Máy số chuẩn zin, keo chỉ nguyên bản, nồi đồng cối đá quốc dân như thế này. Bảo hành 1 năm về máy số và đổi trả trong vòng 1 tuần cho các bác. Đấy, những con i10 219 đây. Xin chào anh Đình Hiệp nhá. Đấy, Vios 2014 này. Rồi là ASEAN 2018 tự động. Em thấy chấm bình luận của anh Giận Trần rồi. Đấy, Vios 2014 tư nhân một chủ này. Con này em mua chính chủ với tầm nguồn tiền mà loanh quanh 276 triệu. Thì đây là sự lựa chọn hợp lý cho các bác luôn. Bao rút hồ sơ cho các bác. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ, nội thất ghế da xịn, keo chỉ cột kèo zin. Vô lăng sần nguyên luôn. Đấy, 2014. Tự nhiên chính chủ con này đang hết khám. Con này em bán nó sẽ bao khám mới cho các bác 1 năm luôn. Đấy, riêng xe nhà em hết khám là bao khám mới luôn các bác nhá. Vâng anh, nhưng mà gầm đẹp lắm. Con này em mua móng cái với con này em mua ở Hưng Yên. Con này là anh chị làm việc ở Hưng Yên. Em mua ở dưới chân chung cư ở chỗ Hưng Yên đây. Có hình ảnh, có video cụ thể đấy, anh theo dõi cho anh biết rồi. Bởi vì là nó không chạy ở Quảng Ninh. Đấy, căn cước họ ở Quảng Ninh thôi, nên ra biển Quảng Ninh thôi, chứ còn làm việc là ở Móng Cái, ở trên trên Hưng Yên. Đây đường nước các bác nhìn này. Đường ống nước nó còn trắng như này cơ mà. Máy thì zin đét rồi. Đấy. Toàn bộ tai đèn thì keo chỉ rồi là khung sơn đằng đầu zin hết, kể cả từ những cái tai đèn bé này. Đấy, cái tai đèn bé này. Rồi là pha đèn zin này. Cả hai bên. Đấy, con này em mua ở chân chung cư ở dưới Hưng Yên này. Em mua buổi tối có video chi tiết đấy. Hình ảnh có chủ đứng ký bán luôn. Chính chủ. Một chủ mua mới từ đầu. Đấy, toàn bộ khung sườn và thân vỏ đây. Con này đẹp lắm. La răng rồi ốc ác này, gầm bệ khung sườn này. Đấy, cua lốp này. Đây. Một chủ sử dụng từ mới. Xe không taxi dịch vụ đấy. Chắc là đi xa nhất thôi. Chị bảo đi xa nhất thì chỉ có từ Hưng Yên là về Hải Dương này, về quê thôi. Chứ còn toàn bộ là xe chạy trên Hưng Yên hết. Chạy giữ xe xe tốt bởi vì là tay lái cứng nên là kể cả từ pha đèn rồi là từ máy số đây.
Đấy, tất cả những con ốc khung xương thằng đầu zin hết. 270 mấy triệu mà có con vi ốt như thế này các bác chạy thì nó quá bền và nồi đồng của đá rồi. Đấy. Xe đây. Xin chào anh Tư Lê nhá. Xin chào bác Tuyến Đoàn này. Xin chào anh Hoàng Hải. Đình Hiệp chào sếp nhé, nhiều xe đẹp quá. Vâng anh. Xin chào anh Đình Hiệp nhá. Đấy các bác theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ giúp em. Thích mẫu xe nào thì cứ bình luận lại để em quay chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác. Xe thì nhà em thì các bác biết rồi, đầu vào em tuyển rất kỹ. Từ khung sườn, gầm bệ rồi là tổng thành xe. Đấy. Phía ngoài này thì từ những con Accent 2020 số tự động này. Đấy, loanh quanh 420, 425 triệu. Là 2020 ni lông còn chưa bóc hết, lốp theo xe cả dàn. Khám thì em mua về em mới khám đấy. Khám đến tháng 5 năm 2026 luôn, loại này khám 2 năm mà. Hồ sơ có cầm tay hết rồi. Xin chào anh Long Phan nhé, xin chào bác đại gia tiền lẻ này, Hoàng Trọng này. Xin chào anh Mẫn Xuân Thiện, xin chào bác Bình Bùi. Có Vios 2017 nào không em? Em có một đôi 2017 đấy. Màu bạc và màu vàng cát. Thì tầm khuôn tiền nó loanh quanh 320 đến 325 triệu. Có hai con 17. 17 thiếu lên may trắng rồi bản em. Anh mua số sàn hay số tự động anh? Để em quay cho anh cả đôi 17 nhé. Vios nhà em thì lúc nào cũng đủ đời. Đợt này chỉ có đời phong cũ 13 quay về là chưa có thôi. Hôm trước đi tận Phú Thọ mà xem xe không mua được. Vì là phong cũ về thời điểm này khó mua rồi. Đấy, tìm xe đẹp nó khó. Đây 17 đây, một đôi đây. Đấy, một con màu bạc và một chiếc là màu vàng cát. Hai con này thì để cho bác khuôn khuôn tiền khoảng 32 đến 325 là bao hồ sơ, sẽ có lọc lá và sẽ có thương lượng. Khi các bác mà đến xem xe và chạy thử nhá. Đây 17 này, màu bạc này. Đấy, con này màu vàng. Vô lăng củ số đẹp lắm, màn hình Android rồi. Đây. Đấy, tổng thành xe này. Chân nỉ bọc ni lông gì hết, nội thất kem vàng. Còn con bên này là con vàng cát. Đây vàng cát đây. Đấy. Toàn bộ tổng thành xe đây. Xe đẹp lắm, nói chung là xe nhà em tuyển rất kỹ rồi. Đặc biệt là chuyên Vios, cho nên là những con Vios nhà em này toàn bộ là những con xe mà phải nói là chấm hết. Chỉ bàn về giá thôi chứ không bàn về chất. Đấy, hai con 17 đây nhá anh Tuyến Đoàn nhá. Thì khuôn khuôn tiền khoảng 320 đến 325 triệu đấy. Chưa có Vios E 212 em nhỉ, chưa có anh ạ. Hôm trước vừa đi tận Phú Thọ để xem nhưng mà không mua được. Vì là 212 mà em thấy ra hết cả ốc cánh cửa cabo rồi máy, thế là em chả mua. Vì là xe lỗi thì em không làm, nói chung là các bác xác định mua xe cũ để phải mua xe chất. Đấy, quan trọng nhất đó là chất. Thì về mới đi được, chứ về không đi được đâu. Gara mình ở đâu vậy? Mà Xuân Thiện, em ở đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn anh nhá. Em ở đường tròn Tân Long Thái Nguyên. Nói chung là em ở gần thành phố Thái Nguyên anh ạ, không biết là anh ở đâu. Bởi vì là nếu anh ở tỉnh ngoài thì em ở Thái Nguyên, còn nếu trong tỉnh Thái Nguyên thì em ở đầu đường Bắc Cạn mới. Đường đi Bắc Cạn. Anh kết bạn Zalo với em là 0975772555. Thì em sẽ gửi vị trí cho các bác. Đấy, các bác ở tỉnh ngoài thì các bác chỉ biết em ở Thái Nguyên là em gửi vị trí cho nó đi tận gara luôn. Xin chào bác Đăng Nguyên này, xin chào bác Bàn Chiến. Xin chào bác anh Hồng Vũ nhá, bác anh Thiên Lũy nhá. Lúc nào đủ tiền tìm cho con xe đẹp? Vâng anh. Anh cứ tìm đến em là chắc chắn có xe đẹp. Đấy, quan trọng là anh mua tầm nào tiền, khuôn khuôn nào thì em tư vấn cho anh thôi. Anh cứ theo dõi livestream của em, thấy con nào hợp lý, vừa túi tiền, đúng mục đích sử dụng, đúng màu được thì tốt. Chứ còn mua xe cũ này thì đôi khi là ví dụ các bác mà chọn màu trắng màu bạc thì nó dễ. Nhưng ví dụ các bác tìm màu xanh hay màu đỏ thì là khó. Bởi vì cũng có thể là lâu lâu mới có con. Nhưng tuy nhiên thì các bác có thể cân đối con nào nó cứ phù hợp túi tiền. Và nó đẹp xe, nó chất xe này các bác lấy thôi. Đấy. Con i10 2019 màu trắng này. 1.2 bản đủ. Thì những con như này nó cũng khuôn khuôn tiền có loanh quanh khoảng 28-285 triệu. Để cho các bác làm bao hồ sơ rồi. Đấy. 1.2 2019 này. Em vừa gọi không thấy bác nghe. Vâng anh, tí nữa sẽ có người gọi lại luôn đấy. Em vừa mới bấm tắt chuông đi. Chúc là anh em sẽ gọi lại luôn. Cái hình như số của anh là 313 đấy phải không? Anh vừa gọi vào số 38 đấy.
Thì là tí nữa sẽ có người gọi lại cho anh luôn. Cho anh xem con Vios 2019-2020 mà giá được không ạ? Đây anh, 2019 đây. Con này của em là 2019, màu trắng số sàn. Riêng Vios này em là các bác yên tâm luôn, không có bản thiếu nhá. Chỉ có bản E, bản G thôi. Đấy, đây. Con này là 2019, 1.5 màu trắng, nội thất kem vàng, 7 bóng khí. Một con xe đẹp, hồ sơ cầm tay rồi. Các bác về chỉ sẵn đóng thuế ra tên là chạy thôi. Đấy. Xe mới lắm. Trong xe vẫn còn thơm mùi mùi da mới. Đây, đèn đỏ chót luôn. Sơn xi thì không còn xước một vết nào nữa. Đấy, có hồ sơ cầm tay về là hôm trước hôm sau là đóng thuế ra tên luôn. Em chỉ cần công chứng cho các bác là các bác đóng thuế ra tên được luôn nhá. Đấy, sản xuất 2019. Thì như con này để cho các bác là 300 chốt, sẽ chốt giá cho các bác qua livestream nhá. Thì để cho 368 triệu. Đấy, là có hồ sơ cầm tay, dầu mỡ thay mới. Đấy, các bác đến thì chỉ còn ra lộc thôi. Đây, 2019, màu trắng. Đấy, có con mon màu bạc thì để cho bác 365. Tuyến đoàn Vương Anh. Hai con Vios số sàn chứ anh, hai con Vios 17 số sàn thì nó cũng mới giá đấy chứ. Số tự động thì lấy đâu ra giá 32-325 anh. Hai con này của em số sàn, bản E. Số tự động là 215-375 rồi. 216 là bản G, nó đã khuôn khoảng 38 rồi. Nếu mà bản E CVT thì 217 nó cũng phải loanh quanh khoảng 340 trở lên xe mới đẹp được. Đấy, như con này số sàn này. 320-325 triệu một đôi 217. Bản E đấy, xe đẹp. Xin chào bác Toàn Hoàng Tử này. Đấy, Tống Thắng quá đẹp, vâng anh. Xin chào bác Hoàng Anh nhá. Các bác theo dõi livestream mình nhớ chia sẻ cho em. Thích mẫu xe nào thì cứ comment lại. Đấy, đây, một con xe mà chuyên công vụ đấy, 27 Challenger. Đấy, các bác lấy em để cho 228 triệu bao hồ sơ con xe này. Xe này em lắp đủ full đồ chơi rồi, lốp mới khám dài, chuyên để đi công vụ đi, thích lắm mà ít xăng. Bác nào mà thích đời cao sedan 1.2 thì lấy con Challenger này. Con này em mua về em còn chưa dọn, em vẫn để đi suốt. Lấy em dọn chi tiết sạch sẽ cho 328 triệu. Đây còn con ASEAN 2015 nhập khẩu này, sản xuất năm 2015, bản Blue cửa nóc. Con này là một con xe mà form dáng rộng, dài xe, cốp rộng, ghế sau cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy, hơn 300 triệu, anh quanh để cho bác khoảng 330. Là có số tự động bản G20, giờ bán khuôn bao nhiêu tiền ạ? Nếu mà bản G2020 thời điểm này nó phải rơi vào khuôn 450 anh. 450 20. Em thời điểm này nếu mà anh thích cái form mới, em đang có 18 nhưng mà nó màu đỏ. Mấy anh có thích màu đỏ không? Đây. Có một con màu đỏ, form mới bản 7 bóng khí. Đấy, con này là form của 19 và 20 đây. Đấy. Con này của em nó lên form mới, nó là cuối 18, lên form 19 rồi. Tháng 11, 12, 2018 rồi. Có thật vàng, con này thì quá mới rồi. Một chủ biển Tuyên Quang từ đầu. Đấy, màn hình OLED Pro em vừa lắp xong A5. Màn hình 5 triệu. Cả cam lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, nội thất mới tinh. Của số sần, vô lăng sần nguyên. Bác nào thích màu đỏ thì đây nhé. Em để cho các bác khuôn tiền 390. Đấy, có lộc và có thương lượng. 390 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ và dầu mỡ thay mới rồi. Đấy, form mới lên 7 bóng, nội thất vàng, màn Android, lốp dép mới. Rồi là tổng thành xe thì không lỗi nhỏ, keo chỉ máy số zin. Gầm bệ chạy cực thích luôn. Đấy, thì con này thì chưa đến 400. Đó, lên form mới rồi anh nhá. Còn nếu mà anh thích đời 20, anh có thể cân đối sang kể cả ASEAN cũng được, mà nó cũng cùng phân khúc. Cũng đều là 19-110, ASEAN này thì nó nhiều option hơn. Đấy. ASEAN thì nó lên được đèn bi, lên được giải LED ban ngày. Con này lên được cả cruise control. Đấy. Lốp dép theo xe, cả dàn dự phòng chưa hạ, ni lông trong xe còn chưa bóc hết. Vios ở Odeo, con này của em nó chạy loanh quanh khoảng hơn 6 vạn. Đấy, cứ cho là 7 vạn đi, tròn 7 vạn đi cho nó dễ. Đấy. Tổng thành xe này, con này mới lắm, 22 tuy qua một chủ từ mới. Con này em mua xong rồi chủ đòi biển luôn mà. Bởi vì họ nâng lên 7 chỗ. Đấy.
Đấy, lại con này biển nó cũng đẹp. Con này biển nó cũng đẹp, như là 22A cái gì 0168. Đấy. Cái này mới lắm. Các bác nhìn cái vô lăng này. Với lại nhìn cái củ số này. Củ số nó sần như này cơ mà. Đấy, vô lăng nó sần nguyên luôn. Trần nỉ bọc ni lông từ mới, tắp ly thì sần zin hết từ bọc bạ lên xuống rồi từ keo chỉ. Đây ghế sau này, mới đét. Tổng thành xe này. Đấy. 390 triệu bao hồ sơ, sẽ có lọc lá cho bác một chút nữa. Mà số tự động 28 luôn. Và Vios. Xin chào bác Phùng Tinh này. Xin chào bác Phương Chính nhá. Đấy, còn không thì các bác cân đối sang con Accent 20 này của em này. 20. Đấy, con này em cũng vừa mới khám xong. Đến tháng 5 năm 2026. Đèn bi giải led ban ngày. Rồi là tổng thành form dáng thì con này thì nó quá mới rồi. Lốp dép theo xe cả dàn, dự phòng chưa hạ, ni lông trong xe còn chưa bóc hết. Máy 1.4, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng hình thức thể thao. Con này bác chủ cũ bác còn độ được cả cruise control, ga tự động, ngang ngửa với bản đặc biệt rồi, chỉ thiếu mỗi cửa nóc nữa thôi. Đây. Tổng thành xe này. Tắp ly này, nỉ zin hết, trắng phau luôn. Đấy. Mới đen. Đây. Cửa gió điều hòa sau rồi, tắp ly này. Các bác nhìn cái nỉ này. Nó mới như này cơ mà. Đây ra ghế này. Đấy, tổng thành xe này, từ đèn hậu này, cảm biến lùi này. Sơn zin còn 80-90% đấy. Con này em chỉ tỉa tót chút ba sốc trước sau thôi. Sản xuất năm 2020. Số tự động màu trắng. Để cho các bác loanh quanh 42-425 có hồ sơ và sẽ có thương lượng. Còn con này của em là City. City này của em là sản xuất năm 2017, bản top. Con này là bản đủ nhất. Con này thì nó có số gảy vô lăng rồi là xin chào anh bộ Toro nhá. Đây, con này của em là Honda City. Sản xuất năm 2017, con này là bản top nhá. Bản top. Con này còn lên được màn hình 12 inch thôi. Màn hình quá lớn luôn. Đấy, màn hình smart này. AVN này. Đấy. Nội thất thì zin hết theo xe, con này 8 ống khí. Ống khí rồi táp lô rồi là ghế cột, 4 cột đủ hết. Chính ra dòng City chạy thích này. Chạy cực kỳ thoát xe luôn. Đấy, bên này em còn cả Vios G sản xuất năm 2015 đây. Đấy, xin chào bác Khải Phát nhá. Xin chào bác Như Hà. Đấy, các bác theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ cho em, thích dòng gì thì cứ comment lại. Đấy, em sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác. Đây, nội thất này, tổng thành xe đây. Đấy, sản xuất năm 2015, nhờ các bác nhìn vô lăng này, vẫn sần nguyên luôn. Xin chào anh Mai Bảo Anh nhá. Đấy, con này của em thì loanh quanh 375, 378 triệu là có cả hồ sơ rồi. Xin chào anh Nguyễn Hải này. Đấy. Nhà em live stream vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Đấy, các bác cứ vào Facebook các bác tìm Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên, các bác kéo xuống dưới thì ngay thấy ngay fanpage luôn. Chú Tùng là cũng xe đẹp nhất. Vâng anh. Nhà em thì chỉ tuyển xe đẹp thôi. Anh mua xe nhà em rồi, anh biết còn gì nữa. Nhưng mà anh mua về anh có đi đâu mấy đâu. Chính Nam Accent, Accent em nhiều lắm, gần chục con Accent, anh mua số sàn thì tự động anh. Tự động em nhiều lắm, 11, 12 này, 18 này, 20 này. Số sàn thì có 18. Đấy, tự động có cả 15. Không biết là bác Trình Nam này định mua Accent số sàn hay số tự động và mua khuôn nào tiền thì em tư vấn cho. Đấy, đây, 28 tự động này. Đây, có 18 tự động màu trắng đây. Có 11 màu trắng đây. Có 20 màu trắng đây. Anh định mua tầm khuôn nào tiền anh? Thì để em quay chi tiết luôn.
Đấy, các bác thích mẫu nào cứ comment lại cho em. Đây, con này 28. Thì con này để cho bác 390. Qua livestream để cho bác 390 bao hồ sơ. Dầu mỡ nước lôi thay mới. Đấy, đây con này 18 này. Nó vừa tầm tiền của anh này. Đấy, loanh quanh khoảng 400 là xong xuôi hết. Xí soát 400 là xong hết. Về chỉ việc đi thôi. Đấy, 18. Ngoài kia là để cho các bác con 220 là qua livestream em sẽ để cho các bác là 42. Đấy. Đây 2018 này. Xe nó mới như này, nội thất thì má ghế thì căng đét rồi. Đấy, tam ly nỉ zin. Đây, tam ly nỉ này. Nó đẹp lắm. Vô lăng cần số, màn hình Android, trần nỉ zin nguyên bản. Nói chung là tổng thành xe con này thì quá đẹp. Zin hết cả xe. Đấy, kể cả từ tem nhiệt từ nhà sản xuất này. Đấy, rồi là tổng thành đây, ghế da này, tam ly này. Cột kèo bản lề, lốp dép này. Đấy. Đây. Từ đèn hậu này, rồi là cảm biến này. Đầy đủ hết, đèn nổ start top, cảm biến lùi. Đấy, con này là 2018. Để cho bác loanh quanh khoảng 39, sẽ có lộc lá một chút xíu khi đến cửa hàng xem xe và chạy thử. Còn con này của em là 2020. Đây. Xe đẹp tú chú nhỉ. Vâng anh. Đấy, bác Vĩnh Hoàng này cũng mua xe nhà em rồi này. Đấy, đây còn 220 đây. 220 này thì lốp theo xe cả dàn, dự phòng chưa hạ. Ly lông trong xe chưa bóc hết. Con này thì gần như là mới tinh. Đấy, tổng thanh xe này không một vết bẩn trên trần, chưa xù rách gì. Ghế da đẹp, trong xe vẫn còn khét mùi da mới, tắp ly này mới tinh luôn. Từ cái gioăng cửa này. Đấy. Con này thì 2020. Khám khí thì cả hai con này em đều khám cùng nhau luôn. Em mua về là hết khám. Đấy, cho khám mới. 4 triệu là đến tháng 5 2026, khám 2 năm rồi, các bác về là chỉ sẵn đi thôi. Xin chào anh Lê Quân nhá, con này 2020 này. Đấy. Có i10 hatchback bản đủ không? Em có anh. Em có 215 và có 219. Đấy, loanh quanh 200 và hơn 200 triệu. Đấy, anh Trình Nam thích con nào thì alo cho em nhá. Có 18 và có 20 đấy. Còn đây i10 hatchback bản đủ đây, 1.2 219 màu trắng. Đây, xe đây. Quá mới luôn. Đấy. Tổng thành xe đây. Vô lăng đen chuỗi. Ghế da rồi là táp ly. Tổng thành màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đủ. Sẵn đi đấy. Hồ sơ cầm tay rồi, biển gốc 20 Thái Nguyên luôn. Đấy. Con này thì loanh quanh 285 triệu. Đây là cả hồ sơ. Sẽ có lộc và sẽ có bớt cho các bác một chút xíu. Tầm 300 mà hai đầu tiết kiệm. Em còn một con i10 hatchback 215 màu bạc nữa đấy nhá. Con màu bạc thì loanh quanh khoảng 200 lẻ. Đây, để cho các bác là 205 triệu bao hồ sơ. Xe đẹp lắm, sản xuất 2015. Nhập khẩu. Đây, con này của em là xe nhập khẩu này. Đây, xe nhập khẩu nhá. Sản xuất 2015, keo chỉ zin, nội thất đẹp. Đầy đủ hết màn hình Android rồi. Đấy, để kiếm được con i10 mà nhập khẩu 14, 15, 16 hatchback đẹp, tầm này cũng không phải dễ này. Con màu bạc xe đẹp như này. Lê Quân xe không dịch vụ đâu. Vâng anh, em bán bảo hành 1 năm máy số đổi trả trong vòng 1 tuần mà. Là nhà em không làm xe lỗi đâu. Cái loại này nhiều người hỏi lắm nhưng mà lâu lâu mới mua được con đẹp đấy. Còn tầm trả lời bác Lê Quân tầm 300 hai đầu tiết kiệm nhiên liệu thì nhiều anh. 300 thì có i10 hoặc là Vios này, hai con này 2017 này thì khuôn tiền khoảng 32 đến 325 này. Còn con này i10 sedan này là 2018 thì khuôn tiền khoảng 275 triệu này. Còn Vios 14. Có mấy con Vios 14 thì khuôn tiền khoảng 275 278 triệu. Đây 24. Đấy thì khuôn tiền 300 là nếu mà mua số sàn hai đầu và tiết kiệm thì lấy Vios cho em cho nó bền vừa lành. Tầm 300 đấy.
i10 215 màu đỏ. i15 của em nó chỉ màu bạc thôi, không có màu đỏ, màu đỏ ít lắm. Tìm được xe đẹp đã khó rồi chứ đừng nói màu. Vì là i10, 14, 15 toàn taxi thôi, toàn xe taxi kém rồi. Để kiếm được con đẹp không phải đơn giản. Nên là loại 14, 15, 16 em ít lắm. Nhưng con 19 kia thì lại dễ mua kìa, vì là đời nó cao. Đấy, con này của em nó màu bạc. Em phải đi khắp Bắc Giang, Phú Thọ mới mua con xe này đấy. Đấy, xuống Bắc Giang xem một con thì cũng về không. Sang Phú Thọ mới mua được con xe này. Vì là xe nó kém kém thì về các bác không đi được. Vậy bán bảo hành cho các bác, kể cả các bác bỏ tầm tiền 100 triệu, hơn 100 triệu, nó cũng là tài sản rất lớn. Mua đã mất tiền mua thì phải đi được, phải sử dụng được. Chứ lại vừa đi vừa sửa thì... Em bán bảo hành mà. Con này được là một dàn lốp Michelin mới tinh. Về chỉ sẵn đi thôi. Sản xuất 2015. Đấy, bản đủ xe nhập. Còn nếu mà tầm tiền hơn 100 thì có mấy con. Hơn 100 thì cũng loanh quanh khoảng 125 triệu thì có con Morning 211 bản Sport số sàn này. Con này thực tế ra thì nếu đúng ra là dòng này nhà em không làm bao giờ. Đấy, phải đến 5-6 năm nay không làm cái loại này rồi. Định gọi bán cho anh em thợ rồi, nhưng mà thấy xe nó cứng, đi chạy thử đi gầm bệ rồi là máy số nó chất, nên để bán lẻ luôn cho các bác. Đây, ốc cabo zin hết. Xe nó zin hết mà. Đấy, keo chỉ zin máy chất lắm, gầm bệ chất mà tầm tiền chỉ có hơn 100. Nói chung cái loại này về các bác bỏ tiền các bác vẫn đi tốt này. Đấy, thứ nhất là nó tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là chạy ổn, nội thất rồi vô lăng củ số đẹp. Xin chào anh Ba Tô này, xin chào bác Ngọc Liên, xin chào anh Bánh Ngọt Hơn Phượng. Vios 24 tự động, em tự động này làm gì có dưới 300 anh. Vios 14 tự động bây giờ anh mua xe đẹp nó phải 340 đến 350 thì là xe nó mới đẹp được, bởi vì 14 thì nó chỉ có bản G thôi, nó chưa có CVT. Đấy, mà thời điểm này 14 thì phải là 340, 350 thì xe nó mới chất. 14 của em là số sàn. Bởi vì là 14 limo bây giờ các bác mua đã khoảng 22, 23 rồi. Mà limo thì chấm 3. Vừa đi vừa sửa. Đấy, con này của em nó là bản em 1.5. Tư nhân chính chủ anh ạ. Số sàn. Thì 16 nó mới có CVT mà. 16 nó mới có bản E tự động. Còn 14, 15, 16 đều bản đầu 16 bản G hết. Đây con G cuối 16 nội thất vàng máy trắng này. Nên quanh khoảng 38 để cho các bác bao hồ sơ. Đấy, giá cả thì sẽ có lọc lá và sẽ có thương lượng một chút xíu. Các bác cứ gọi điện cho em thì em sẽ chốt cho các bác mức giá tốt nhất để các bác có thể sở hữu được xe. Còn bảo hành thì nhà em tất cả các xe đều đổi trả trong vòng một tuần. Máy số bảo hành một năm. Các bác thích test theo trường hợp nào các bác test, test hãng rồi test đủ các thể loại. Đây, nhà em vẫn bảo hành. Đấy, vô lăng của số con này 16 tự động này, 38. Con này là máy trắng. Thì bao hồ sơ cho các bác rồi, dọn dẹp kỹ rồi. Đấy, về các bác chỉ có sẵn đóng thuế ra tên là chạy thôi. Lọc lá cho các bác một chút. Các bác có nhu cầu sẽ bao tên, chọn gói và ship xe tận nhà luôn. Các ba đấy của em là 215. Con đấy của em là để cho các bác 301 số sàn. Xin chào bác Trịnh Thanh Lãng nha. Đấy còn đây có cả 15 màu đen này. Con 15 màu đen này của em là Vios bản G. Đấy để cho bác 376 triệu. Đây bao hồ sơ. Biển Thái Nguyên máy zin từ mặt giàn cỏ. Loại này thì không bàn về chất rồi. Loại này các bác đi 5-10 năm nữa chẳng phải làm gì đến máy móc cầm bệ. Chỉ có lốp dép và khám khí thôi, đèn đóm. Đây. Đấy. Xe đẹp như này cơ mà. Tổng thành xe này. Vâng anh. Con này để cho anh 38 bao hồ sơ tự động. Con này cuối 16 nhá, form của 17 18 ấy. Chứ không phải là phần đầu form đầu mà nội thất đen đâu, con này lên nội thất vàng, lên máy trắng rồi, lên máy điện rồi. Đây cho các bác xem khoang máy này, xe đẹp lắm. Đây, máy trắng rồi, keo chỉ máy số là zin hết. Đấy, tân gỡ từ cabo từ tem mác này. Đấy.
đèn bi theo xe, khám khí da, nội thất đẹp. Đây, nội thất ghế da đẹp lắm. Xin chào anh Nguyễn Huân nhá, xin chào bác Nguyễn Đại. Đây. Đấy, tổng thành xe nó đẹp như này cơ mà. Vô lăng nó sần nguyên, củ số đẹp. Đây, vô lăng này. Đấy. Nội thất này, keo chỉ cột kèo bản lề này, 26 nhá. Đấy, 26. Phía ngoài em còn một con 15 bản G màu vàng cát đó đấy. Thì nó khuôn khuôn tiền khoảng 376 triệu. Đây trên này còn Vios 14, hai con này là 14, một con màu bạc, con màu đen này là 14 số sàn. Thì loanh quanh khoảng 275 278 triệu. Đây. Đấy, hồ sơ rồi là dầu mỡ. Nói chung là loanh quanh khoảng 28 đến 285 triệu là trọn gói. Đấy, còn số tự động mà các bác có tầm tiền trên dưới 300 thì đây. Có mấy con này, có Accenture 2018 này. Con này thì 18 là zin hết cả xe. Loại này thì nó là loại siêu tiết kiệm nhiên liệu. Xin chào anh Hữu Khải nhá. Phải nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Thì để cho các bác là 305 triệu. Là giá qua livestream là mức giá tốt nhất đấy, còn mức giá niêm yết đầu xe nó cao hơn một tí thôi, chút thôi. Con này của em là Accent. Sản xuất năm 2011. Xe nhập khẩu Blue. Sedan hai đầu. Thì con này loanh quanh khoảng 280. Đây. 28 nhá. Xe đẹp lắm, nội thất cũng còn zin theo xe luôn. Lên màn Android rồi. Trần nỉ vẫn giữ được luôn gốc Hà Nội. Chính chủ. Hồ sơ cầm tay đấy. Đây. Ghế sau này. Nguyên bản căng đét. Xin chào bác Đào Ngọc Thanh nhá. Còn con này là 22, con này thì cũng thuộc hàng hiếm này. Con này gốc Thái Nguyên, nhưng con này kể cả từ ghế rồi từ nội thất, từ nỉ là gì hết. Mà da ghế nó còn chưa nhăn, chưa rách một tí nào luôn. Con này chạy ít. Đấy, con này chạy loanh quanh chưa đến chục vạn. Là 2012. Còn chạy quá ít luôn. Còn bác nào mà thích cái loại này thì nó là hàng thuốc chuột. Đây. Đấy, nội các bác nhìn nội thất này các bác biết. Đấy, từ cái ghế lái này. Rồi là từ ghế phụ này. Từ tắp lô tắp ly này, con gốc Thái Nguyên đấy. Từ lót sàn 5D, từ tắp ly này, các bác nhìn tắp ly này. Như này cơ mà. Toàn bộ tổng thành xe này. Số tự động. Loại đi thích lắm, côn số zin. Lốp Michelin cả dàn. Đèn đóm đỏ chót luôn. Đây. Tổng thành xe này. Đấy, xin chào bác Thu Lam nhá. Các bác theo dõi livestream mình nhớ chia sẻ cho em nhá. Nhà em thì vẫn livestream đủ vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối. Đấy, còn xe nhà em thì các bác cứ theo dõi một vài buổi livestream các bác sẽ biết. Riêng máy số tất cả mẫu xe nhà em bán ra đều bảo hành 1 năm và đổi trả trong vòng 1 tuần. Nếu các bác mà test ra đâm đụng ngập nước trong vòng 1 tuần là em sẽ nhận lại xe và hoàn trả tiền. Đấy, còn xuất sát trượt chạt thì chắc chắn là có và bắn tỉa chắc chắn là có. Đấy. Còn nó động đến khung sườn rồi là sắt xi là hoặc là ngập nước là em nhận lại xe luôn. Đấy, keo chỉ cột kèo đây, tem mác. Con này 29 này. Vios 29 365 triệu. Đấy, 2019. Giá thành hợp lý. Nó bao hồ sơ rồi, khám già. Về chỉ đóng thuế ra tiền là chạy lốp dép mới, form mới. Màu vàng. Các bác cứ gọi điện cho em qua hai số điện thoại chính là 0975 772 555 hoặc 0977 004 888 cho em. Đấy, i10 thì đợt này có cả hatchback cả sedan. Đấy, con này là 2019. i10 2019 này con này mới lắm. Con này thì gốc Thái Nguyên rồi. Thái Nguyên em đây rồi. Lốp dép rồi, lá răng 1.2, nội thất đen đỏ nhé. Đời cao này thì 1.2 hết rồi. Keo chỉ cột kèo zin hết, từ những cái nút bấm này nó còn nét như này mà. Đấy, rồi là vô lăng nội thất này. Tổng thành xe lên màn Android rồi. Cảm biến lùi đầy đủ, tích hợp vô lăng ABS có hết. Loại này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đấy, còn có Accent số sàn đấy. Accent số sàn này thì sản xuất năm 2018. Con này thì nó khuôn khuôn tiền. Đấy.
loanh quanh 300, 340 là có hồ sơ cầm tay rồi, là dầu mỡ, nước nôi, màn hình, phụ kiện đầy đủ, form dáng hình thức thể thao đấy. Chắc đẹp lắm. Loại này các bác về vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ ổn. Xe hoa cưới hỏi được luôn. i10 2019 bao nhiêu em? Con i10 2019 này để cho anh em là 285 triệu bao hồ sơ. Đấy, số sàn 1.2. 285. Đây mới lắm. Con này gốc Thái Nguyên đấy. Còn đây là Vios 2016 bản E số sàn màu đen. Thì con này để cho anh em là 305 triệu. Đấy, số sàn. Đây, 305 triệu. Bản E số sàn đây. Đấy, 2016 nhá. Còn con này là con rẻ nhất. Con Morning này thì 125. Đây còn con Rio này, mai bắt đầu em cho đi sơn gầm chống rỉ này. Con Kia Rio sản xuất năm 2015, nhập khẩu tự động. Số tự động nhá. Đấy, con này là số tự động phân khúc hạng B, loại anh đi thích này. Form dáng hình thức thể thao rồi chạy bốc lắm. Đấy. Lót sàn 5D. Rồi màn Android, vừa khám xong em mua cái hết khám mới luôn. Cam hành trình, cam lùi đủ, tích hợp vô lăng. Rồi lốp dép mới. Đấy, phụ kiện đây con xe chưa dọn nha các bác, nhưng nội thất trong chưa dọn luôn, mới dọn được cái sơn vỏ thôi. Sản xuất 2015 xe nhập đấy. Là để cho các bác 325 triệu. Đấy. Xin chào anh Phạm Thái nhá. Đấy, xe thì cả dãy dài như này, thoải mái sự lựa chọn rồi, các bác cứ đến với cửa hàng em. Đấy, còn đây là i10 sản xuất 2015 này. Con i10 này của em là 2015. Số sàn. Đấy. Số sàn đây. Bản đủ chân nỉ zin này. Nội thất nó đẹp như này cơ mà. Đề nổ sát sát tốp rồi vô lăng tích hợp. Cột kèo bản lề bậc bệ lên xuống này. Đấy. Kèo chỉ zin, máy số zin. Dàn lốp Michelin mới. Đấy, 200 lẻ. Còn Forte đấy, kia Forte này, bác nào mà có loanh quanh 200 hơn 200 lấy Forte này. Forte này là 2010. Và phân khúc hạng C máy 1.6. Thì như con này là em đang chào bán cho các bác. Loanh quanh khoảng 200 201. Xin chào anh Phùng Kiểm nhá. Xin chào anh Nguyên Tưởng. Đấy, con Forte này của em là số sàn 1.6 hạng C này. Con này vẫn giữ được nội thất nỉ luôn. Đấy, tao ly đi. Đây, tao ly. Xin chào anh Doãn Ngọc Đoàn. Các bác nhớ theo dõi fanpage và thích kênh của em nhá. Thì khi em live stream là các bác sẽ nhận được thông báo. Đấy. Đây, Kia Forte. Sản xuất năm 2010. Hạng C. Nếu mà để tầm tiền mà Vios 11, 12 thì các bác lấy con này cho em. Thì chạy thích. Form giá hình thức đẹp. Mà nó bền xe, form này thì nó cũng hết giá rồi. Bởi vì là một con hạng C mà thời điểm hiện tại chỉ còn hơn 200 như này thì là các bác chạy là vừa này. Đấy. Em còn mấy con đi dọn đấy, còn Vios 2015, Vios 2016 rồi Seranto 2017 màu đen. Con này vừa đăng video đấy, Seranto 2017. 1.6 số sàn đấy. Hạng C, form dáng hình thức thể thao. Đây, Vios 2017 thì em còn còn 17 một đôi này. Đấy, lên quanh 320-325 triệu này. Đấy. i10 sedan thì đây còn 3 chiếc. 15, 16 và 18. Thì tầm tiền nó cũng chỉ loanh quanh 220-225 đến 275 triệu. Đây. Sản xuất năm 2015. Đấy. 1.2 nhá, sedan hai đầu. Đấy, 1.2. Nội thất rồi màn hình. Đây, màn hình Android luôn.
chào bác Trương Văn Thủy nhá. Đấy, còn đây là 28 này. Con i10 này sản xuất 28 này. Con này bản đủ 1.2 và đời cao. Con này cũng một chủ từ mới đấy. Con này của em là 275 triệu. Đây nội thất này, các bác nhìn nội thất này. Mới dã man luôn. Bô lăng đen trũi. Tạp lô tạp ly, loại này chạy thích lắm. Con này bác vừa về mua về vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ là ổn, tiết kiệm nhiên liệu. Chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp. Xin chào anh Dũng Văn nhá. Còn đây là 2016. Con này của em 26. Thì con này cũng khuôn khuôn tiền khoảng 225 triệu. Đây. Con này vẫn giữ được ghế nỉ và trần nỉ zin. Đấy, trần nỉ nguyên bản, ghế nỉ zin nguyên bản, màn hình Android. Đấy, lên hết màn hình rồi. 4-5 triệu màn hình rồi. Ghế ra đây. Xin chào anh Tạ Bình. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em. Xe thì thoải mái sự lựa chọn. Em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí. Các bác cứ gọi cho em vào hai số điện thoại 0975772555 cho em nhé. Đấy còn ASEAN đây. ASEAN sản xuất năm 2018. Con này của em là 28 này. Đây 2018 nhá, số sàn. Chào bác Phương Lan nhá. Đấy, đợt này có đầy đủ hết cả i10 hatchback, cả i10 sedan đấy. Tầm nguồn tiền từ 200 đến hơn 200 triệu. Thoải mái sự lựa chọn. Vios thì vẫn còn nhiều. Vios trông thế thôi, trong bãi này xếp Solea thôi, chứ đánh hết ra ngoài nó lanh quanh 20 con Vios đấy. Không biết đâu, đợt này em còn đi xem mấy con 12, 13 nhưng không mua được con nào. Bởi vì là tuyển được xe mà không taxi dịch vụ nó cũng tương đối là khó. Về còn bán bảo hành cho các bác cơ. Đấy, những con tự động này. Tự động sản xuất năm 2018 này. 18 tự động. 220 tự động ASEAN. Rồi là những con Vios 14 này, những Attrager này. Đấy, bác nào mà tầm tiền loanh quanh 300 mà muốn mua một con số tự động đời cao, sedan hai đầu thì đây là sự lựa chọn hợp lý này. Đấy. Sản xuất năm 2018. 1.2. Siêu tiết kiệm nhiên liệu bản đủ nhất đấy. Đây. Đề nổ start top tích hợp vô lăng, máy số zin từ mặt dàn cò. Xe Nhật. Đây. Xe Nhật nhé. Máy số thì zin từ mặt máy luôn. Attrager này, ABS đầy đủ, ốc cabo zin đét này. Đấy, loanh quanh 300-300 lẻ. Mà đời 2018 là số tự động. Trên này thì dàn tự động đời cao. Trên này thì từ những con Vios sản xuất 2015. Đây con Morning em vẫn đang để đi công vụ đây này. Một linh số tự động màu vàng cát. Đấy, con này chưa đến 200. Con này xe một chủ gốc Hà Nội từ mới. Các bác nhìn tắp ly cửa lái này. Tắp ly cửa lái này. Đấy, xin chào anh Nguyễn Hùng Mạnh này. Xin chào bác Ngọc Tiềm nhá. Đấy, đây. Tất cả những nút bấm đồ nét như này mà. Đây, những cái tay cửa này. Rồi những cái tắp ly này. Đấy, từ da ghế zin. Đây, tắp ly rồi là da ghế cửa sau này. Đấy. Số tự động thì có 2 con Vios 15, 1 con Vios 16, 3 con Vios tự động là form này. Nhiều bác vẫn thích Vios form này nhé. Còn những con City này. City thì như con này của em là sản xuất 2017. Bản top thì để cho các bác loanh quanh khoảng 390. Đấy, một đôi này đời cao là Vios 2018 màu đỏ tự động. Thì như con xe này là biển Tuyên Quang. Thì con xe này để cho các bác là khuôn khuôn 390 đây. Đấy, máy này. Đấy, máy trắng. Tai đèn rồi là cabo keo chỉ zin hết đây. Hay là những con ASEAN 220 này, cho bác xem máy này. Mới lắm.
Đây, ni lông trong xe còn chưa bóc hết cơ. Sản xuất năm 2020 mà số tự động, zin cả xe luôn. Đấy, keo chỉ rồi là tổng thành tai đèn zin. Máy số zin. 400 hơn 400 đấy. Anh em thì vẫn livestream đủ vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần nhé. Các bác cứ gọi điện cho em qua hai số điện thoại 0977004888 hoặc 0975772555 thì em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí. Đấy, các bác thì theo dõi fanpage của em, nhớ like và theo dõi fanpage này, hoặc là vào kênh YouTube các bác tìm Mạnh Dũng Ô tô Thái Nguyên hoặc là Mạnh Dũng Auto, Mạnh Dũng Ô tô đều được. Riêng trên kênh YouTube các bác chỉ tìm là em sẽ ra ngay đầu tiên với cái logo màu đen luôn. Đấy, còn số điện thoại nha em thì chỉ có hai số chính này thôi. Đấy, còn livestream thì đủ vào tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối. Sau đây thì em xin phép được kết thúc buổi livestream và chúc tất cả các bác một buổi tối vui vẻ nhé.